ở đâu chờ bạn? Hello chị. Nghe điện thoại em ơi. Chị đó, chị Vân gọi. Ủa chị. Tại chị Vân tới, chị Vân gọi, chị báo Thủy là chị Vân tới, chị Vân lùi tới luôn. Thì bữa mình hẹn thứ ba mà. À. Thế giờ Vân ở đâu, Vân chờ này nó để Vân đi. Không, để mấy bạn làm sạch da cho chị rồi em làm cho chị nha. Con chị đâu? Đây nè, phải đây nè. À, bên kia còn chỗ không em hả? Lầu 2 chị ha. Chị lên lầu 2 đợi em chút. Sợ. Lầu 2 đợi em chút. Nhìn này giống mà Huyền quá vậy ta. Huyền đúng không? Nhẹ gặp bên cánh tay. Nhẹ không? Nhẹ em chị. Nhẹ gặp bên. Chưa xong đó nha. Oh wow. Hôm nay mệt lắm chị. Mệt hơn so với làm. Thấy không? Chị bự luôn. 3 miếng là nha. Hiện nay là lấy mụn ở bụng hả Huyền? Dạ. Hay sao? Dạ. Em
gì? Nắm người, mình cứ tưởng có một mình bị như này, nhưng mà đến lúc xem ở YouTube mà sao lại nắm người bị giống của mình ấy. Chị là quá dày, quá quá bự rồi. Ồ, người ta ít ít. Chị là em phải kéo ra mới thấy. Chị nó to rồi. Lâu. Chị rồi. Lâu quá rồi. Hai mấy gần 30 năm nay. Sao trước con gái không có, lúc tự dưng đẻ cái thằng kia, đẻ cái thằng nhớn xong thời gian tự dưng lại sờ lại thấy có. Thế là nó cứ vậy thôi, nữa nó cũng không ít đi mà cũng không thấy. Nha, cái cục này nó cứng quá chị. Nè, nó cứng mà. Nó cứng nó như cái cục trứng cá ấy. Nha, cứng ngắt này. Ok. Cái này.